chào các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm à, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách stacking để lấy lãi suất ở đồng co nghe các bạn bởi vì đồng co hết đào được rồi và bây giờ chỉ cách duy nhất để các bạn kiếm co đó chính là stacking lấy lãi thì stacking là gì là một cái hành động mà các bạn khóa coi các bạn đưa cái đồng coi mình vô khóa lại và sẽ được hưởng lãi suất thì cái lãi suất này là từ đâu cái lãi suất này chính là À, khi các bạn stuck á, thì các bạn sẽ đưa cái đồng coi mình vô một cái nốt thì cái nốt là nó làm nhiệm vụ á, là xác thực các giao dịch ở trên mạng thì khi xác thực cái giao dịch ở trên mạng co thì cái chủ nốt sẽ được tiền và cái tiền đó họ sẽ chia cho những cái người mà à, gửi co thôi cách làm như sau đầu tiên các bạn mở metamask lên nha các bạn đây là cái metamask của mình các bạn vô cái mạng co của mình nha mạng co comment net đó nha các bạn đây mình đang có 17 con nè rồi bước thứ hai các bạn vô phần trình duyệt giúp cho mình rồi thì đây là cái địa chỉ các bạn nhập cái địa chỉ vào cái địa chỉ nó là sờ tắt chấm chấm org nha rồi mình đã vô sẵn luôn rồi đây các bạn đây thì um, mình vô lại để các bạn xem nha cái chỗ này mạng nó hơi yếu rồi các bạn nhìn xuống đây này các bạn nó có 22 validator nè đây đây các bạn nhìn ở dưới nghe. Thì các bạn hãy chọn một trong 22 cái con này. 21 nè, cái con nào mà nó đề chữ là Acti có nghĩa là đang được nha các bạn. Thì đây chính là những cái nốt, cái nốt là những cái trình xác thực đó các bạn, xác thực giao dịch đó hiện tại đã có 22 triệu coi rồi các bạn ngày hôm qua lúc mà mình vô mình stacking là chỉ mới có 5 triệu thôi và cái lãi suất lên nó lên tới 2.600 các bạn Ok rồi thì các bạn hãy xem cho mình nó là các bạn sợ ở đây nè thấy cái nốt nào nó là sự active nè và các bạn hãy chọn cái số này nè các bạn các bạn để ý là commission và abr abr là à, lãi suất năm đó các bạn Uh, avenue uh, bờ um, gì đó à, từ tiếng Anh của nó nói chung là lãi suất giống vậy lãi suất ngân hàng đó thì mình đọc thử một cái là các bạn sẽ hiểu nghe ví dụ ở đây total deposit là 2 triệu 8 coi commission là 2 phần trăm và APR là 45 phần trăm trên năm rồi những cái con số này có ý nghĩa gì đầu tiên là đây là 2 triệu 8, 8 này á, là số co mà người ta đã à, khóa lên trên cái nốt này là một commission 2% thì commission này chính là cái phí hoa hồng của cái nốt này ví dụ cái phí này càng nhỏ đó các bạn thì cái phần tiền các bạn sẽ nhận được càng lớn nha ví dụ được thưởng 100 đồng thì cái nốt này họ lấy hai đồng còn lại 98 đồng họ chia đều cho tất cả các các số lượng co trên đây các bạn nạp càng nhiều co càng được nhiều nhưng các bạn ở cái commission này các bạn phải trừ ra trước trả cho chủ trước rồi các bạn chủ nốt rồi phần trăm còn lại mới dành cho mình đó còn cái APR là gì 45% này là gì chính là lãi suất hiện tại mỗi ngày sẽ được tính lại một lần nha các bạn à, các bạn lưu ý mỗi ngày họ sẽ tính lại một lần như hôm qua là lãi suất tới 2.600% luôn các bạn 2.600% các bạn chia cho à, 365 như một ngày các bạn được à, gần 6% luôn á có nghĩa các bạn gửi 100 co thì các bạn được 6% nghe rồi cách thức gỡ làm sao thì các bạn chọn vô một cái ví dụ như mình nói chọn vô cái bồ si tròn này đi các bạn bấm vô nha rồi cái, cái cái chỗ này của mình mình đang ngồi ở cái chỗ mạng 3G nó hơi yếu rồi để để mình mình đổi chỗ cái đây thôi nó ra rồi các bạn đó thì ở đây rất là đơn giản thôi các bạn thấy nè à, một cái nốt tên là bồ si tròn à, nó đang có là 2, 2 triệu co đang stuck in trên đây lãi suất năm của nó là 65 phần trăm và cái hoa hồng của cái nốt này là 2.5 các bạn muốn thì các bạn chỉ cần bấm muốn khóa coi các bạn bấm đi lưu nó sẽ vô ở đây á, là số lượng coi ví dụ như mình nói ở đây mình muốn à, khóa 10 coi đi đây, đây thì lưu thì khi các bạn khóa vậy á, nó sẽ hiện ra một cái đòi, cái chỗ này mạng nó hơi hơi yếu để mình mình, mình di chuyển nó đây một tí cái chữ Delegate nó có nghĩa là Stacking đó các bạn nhưng mà nó là Delegate có nghĩa là ủy quyền đó Stacking thì khóa thì nghĩa nó cũng giống nhau thôi thì cái Total Deposit này là các bạn bấm số lượng con mình muốn nè Ví dụ như mình gửi vô đây 10 co nha. Thôi gửi 5 co đi. Ví dụ thôi nha các bạn. Rồi. À, cái bảng chậm quá. Bây giờ nó mới báo nè. Rồi. À, bạn có muốn gửi vô 10 co hay không. Phí là 1 phần 10 ngàn. Rồi ví dụ mình xác nhận nha. Rồi. Nó đã hoàn thành giao dịch. À, gọi là mình đã ủy quyền cho cái nốt Positron rồi các bạn. Rồi đóng. Rồi bây giờ để kiểm tra lại các bạn hãy bấm vào cái dấu ba gạch nha Rồi các bạn bấm chữ My Stacking nè Đây mình đã tổng cộng là mình đã deposit 20 co Bởi vì sao các bạn hôm qua mình mới deposit một cái ở cái mạng đao Ở cái Validated này hôm qua nè để mình mình test trước đó các bạn Đây thì hôm qua mình đã gửi vô 10 co và nó cái lãi suất của nó là hai nghìn phần trăm ngày hôm qua các bạn hôm nay thì nó còn 90 phần trăm thôi ok thì hôm qua đây à, mình đã gửi một ngày mình gửi 10 co thì được bao nhiêu các bạn xem đây nghe đâu rồi à, để để mình xem lại đây các bạn bấm vào my staking nghe các bạn đây hôm qua nè hôm qua là à phần thưởng ngày hôm qua nó nó hiện trên đây nghe các bạn là hôm qua mình gửi 10 co 24 tiếng hồ sau được 0.05 đó là các bạn thấy chưa là nhưng mà cái này nó sẽ thay đổi liên tục nha nó sẽ giá của nó sẽ thay đổi liên tục cái 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 phần trăm này nè các bạn cái API này nè à, lãi suất đó nó sẽ thay đổi liên tục và 24 tiếng thì nó sẽ trả coi cho các bạn thì hôm qua mình gửi 10 co hôm nay mình được 0.05 đó các bạn thấy chưa rồi các bạn muốn lấy về thì các bạn bấm cờ đó, các bạn đợi một tí rồi nó sẽ rút về cho các bạn à, nhưng mà bởi vì nó ít quá các bạn thành ra các bạn rút về các bạn chú ý là là cái cái phí ga nha. ví dụ như giờ mình bấm đi mình bấm xác nhận đi rồi bây giờ mình sẽ về để mình coi thử 0.05 co này về chưa nghe đây bây giờ mình sẽ xem lại stacking mình sẽ tải lại cái cái trang co đao rồi cái coi điều quát là phần thưởng này các bạn nó đã biến mất rồi nè các bạn thấy không đó rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra ví rồi bây giờ mình sẽ bấm vào để mình xem cái lịch sử có thể là cái cái đây nè cái cái xác nhận này nè các bạn à, nhưng mà không biết sao cái số tiền nó nó ít quá hay sao á để để mình xem thử trên scan nha để coi coi nó 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 chuyển tiền cho mình bao nhiêu hình như là ít quá hay sao nó 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 không về cái này mình để mình xem lại nha các bạn rồi à, nhưng mà mình thấy là nó đã đã cái trên cái phần thưởng của mình nó đã mất rồi đó ok thì đó là cái cách thức để các bạn stack nha thì đây mình đã tắt thử nè cái phần coi điện quạt lúc nãy là nó đề phần thưởng là 0.05 thì sao nó về không thì mình để mình coi lại nha các bạn đó nhưng mà cái cách đề gây là vậy là cái cách ủy quyền là như vậy còn muốn rút ra thì rất là dễ các bạn bấm vô lại một cái nốt của mình sau đó các bạn bấm in delegate đi gây thôi là nó sẽ rút à, tiền về lại nha các bạn rồi ok thì video mình tới đây là kết thúc à, các bạn hãy um, nếu như các bạn không không có sử dụng đồng coi thì các bạn hãy stack lên đây nha để kiếm lãi suất nha mình thấy nó đang tăng khá là 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 nhanh đó các bạn à, hôm qua khi mình stack là nó mới có có 4 triệu coi à bây giờ lên 22 triệu coi thì các bạn gấp 5 lần rồi có nghĩa là người ta mua bán gì không biết nhưng mà người ta lấy về người ta stack in khá nhiều đó ok rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn